kính chào quý vị. Mason District Government Center, chiều thứ Bảy, ngày 3 tháng 12, 2011. Thưa quý vị, hôm nay là buổi ra mắt sách của nhà văn Cung Lan với cuốn sách Những Tấm Lòng Nhân Ái bằng tiếng Việt, được dịch ra tiếng Anh là Unforgettable Kindness. Thánh Trúc tường trình buổi nay đến với quý vị. Buổi ra mắt tác phẩm Khoảng Cách Của Biệt Ly với câu chuyện Những Tấm Lòng Nhân Ái của nhà văn Cung Lan, được dịch sang Anh ngữ Unforgettable Kindness, đã quy tụ gần 150 người tham dự, trong đó có những thân hữu người Hoa Kỳ và là bạn bè quen biết với tác giả Cung Lan cũng như dịch giả Kraski từ Diệm Trân. Khi Diệm Trân đọc truyện Những Tấm Lòng Nhân Ái của nhà văn Cung Thị Lan lần đầu tiên, Diệm Trân rất xúc động. Và lúc đó muốn con mình cũng đọc được chuyện này để biết thêm về những cuộc hành trình gian truân của người Việt và hiểu thêm tại sao người Việt lại phải xa rời quê hương, đi hy sinh mạng sống để đi tìm tự do. Nội dung của tác phẩm Unforgettable Kindness được hai nhà văn Lê Tống Mộng Hoa và nhà văn Phong Thu sơ lược đến người đọc, được dịch sang tiếng Anh bởi luật sư Lê Quang Sâm. Quyển sách song ngữ đã lôi cuốn sự chú ý của mọi người, không chỉ vì đó là một tác phẩm của một nhà văn nữ Việt Nam, nhưng đó là một tác phẩm gói ghém tâm tình và cảm nghĩ của một người dấn thân vào một cuộc hành trình gian nan, vất vả như bao nhiêu người vượt biển khác. Dầu không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào, thế nhưng mẫu số chung của nó là tất cả những điều hãnh hùng mà họ phải trải qua. Có thể dưới ngòi bút dịch thuật của Từ Thị Diệm Trân, những người Hoa Kỳ sẽ hiểu rõ hơn tất cả mọi điều ẩn giấu đằng sau hoặc bên trong tâm hồn những người Việt Nam vượt biển và tị nạn sau 1975. Cô Tracy Morin, một người bạn của dịch giả Từ Diệm Trân, cho biết: I want to find out a little bit about the history of her coming here and about what she had to go through, her family, and how she was helped when she came to the United States. I know my friend also came here from Vietnam, so I want to find out a little more about the culture and the history behind their coming here. Nhà văn Phong Tu bày tỏ: Hôm nay tôi rất là hân hạnh đến đây tham dự và cũng là một diễn giả của nói về cái buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Và tôi cũng đã đọc được 4 quyển sách của Lan Cung. Thì trong đó, cái quyển Unforgettable Kindness là một hồi ký trong cái tập truyện Distance of Eternal Separation, đó là khoảng cách của biệt ly. Thì đây là một cái câu chuyện rất là hấp dẫn, phải nói là nó rất là ly kỳ về một cái cuộc vượt biên rất là nguy hiểm. Và tôi không nghĩ rằng là Lan Cung, người bạn mà rất là dễ thương của tôi, lại tham dự vào một cái cuộc vượt biên kinh khủng như vậy. Nó là trên một cái chiếc tàu chỉ có khoảng chừng là bề dài có 7 mét thôi và bề ngang chỉ có 2 mét rưỡi, mập chứa 32 người. Thì tôi nghĩ là đây là một cái quyển sách mà nó nối liền cái lịch sử cuộc tị nạn của người Việt Nam đến đây, và mỗi một người có một cái kinh nghiệm khác nhau và chúng ta cần phải dịch ra Anh ngữ cho thế hệ con em của chúng ta được biết là tại sao cha mẹ đã có mặt ở đây, và cho người Việt Nam chúng ta luôn luôn nhớ rằng cái cuộc vượt biên hải hùng đó là do đâu và nguyên nhân nào đã dẫn chúng ta đi đến đây và có một cái cuộc sống lưu lạc như vậy. Và chúng ta dù cho đi khắp nơi trên thế giới, chúng ta vẫn luôn luôn ghi nhớ tới cái nguồn gốc của chúng ta, và chúng ta cũng luôn mang ơn tất cả những cái đất nước đã cưu mang giúp đỡ chúng ta và đã cứu vớt chúng ta để có một cuộc sống ngày hôm nay tự do hạnh phúc hơn những người hiện nay đang ở Việt Nam. Thưa chị, đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ là đây là một cái dịp rất là hay và rất là tốt để cho chúng ta được biết được hai thứ tiếng. Ngày nào Việt Nam tan tóc, đời ta chim xa về, nặng nề xoại đôi cánh bay, thiên đường càng xa vời quá. Đôi nhi biển sóng gió tơi bời, nhận trên đời cũng tiếng than, ước mơ cuốn theo nghiệt oan. Quý vị vừa theo dõi
dõi bài phóng sự về buổi ra mắt sách Những tấm lòng nhân ái được dịch ra tiếng Mỹ là Unforgettable Kindness của nhà văn Cung Lan tại Mason District Government Center. Thanh Trúc xin kính chào và xin hẹn lại quý vị dịp khác.